Rồi chào anh em nha, anh em mình lên cho anh em một cái một xác cặp phục quay nay hàng zin tháo xe Thái Lan về nha. Tình trạng là phục này là mình bán là dành tính xác, nhưng mà phục này còn rất là đẹp. Phục này một cây thì ti xấu, còn cây này ti đẹp nhưng mà nó bị xì nhớt. Thì hàng zin tháo xe bên Thái về, mình bán dạng tính xác. Anh em mua về để về chạy luôn cũng được, tại vì mình nhúng nó vẫn còn hơi hám ngon lành ok. Không anh em mua về phục hồi. Thì dạng cặp phục này mình bán cho anh em dạng tính xác. Giá là cặp phục này mình bán cho anh em là 800 nha anh em, 800 ngàn cho cặp phục. Xác cặp phục quay nay 110. Tình trạng là xi zin 100%. Lò xo sơn zin đẹp, nói chung cặp phục này rất là đẹp nha anh em. Không thể chơi chỗ nào được, từ nước sơn tới xi. Đó. Ba anh em là đúng phục này zin nha. Tháo xe. Đây mình quay cho anh em từ từ cây nha. Đó, xi zin đẹp. Cây này ti đẹp luôn nhưng mà Ford bị chai nên nó xì nhớt nha anh em. Đó, bán cái dạng tính xác. Đó, cái xác cặp xác nai này rất là đẹp. Mình bán 800 nha. Còn anh em chơi phục nai biết rồi. Cặp phục nai đúng phục nai zin tháo xe thì cái chất lò xo nó nhúng rất là dịu. Thứ hai là cái dàn lớp bê ở trong nó nhúng đã lắm. Những ông anh làm phục thì nếu mà anh em mà có quen những ông anh làm phục á, người ta sẽ nói cho anh em nghe là cặp phục nai này á, khi mình đem đi phục hồi lại á, nếu mà đưa một người thợ mà dạng vô nhớt đúng độ nhớt này kia thì nhúng vẫn ngon lành. Quan trọng á là cái dạng lớp bê bên trong của nó đúng zin tháo xe là nó nhúng hơi hám rất là đã. Kể cả những chiếc xe mình nhà mình chạy á cũng là phục nai zin tháo xe phục hồi thôi, nhưng mà nhúng rất là đã. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Cái phục này là thích hợp về cho anh em mà dạng là biết sao không? Về lấy phục nai zin đi mod lại kiểu này kiểu kia là bao đỉnh luôn. Dạng chân là bao đẹp, về sơn lò xo hoặc mod kiểu này kiểu kia đẹp. 800 nha anh em. Bán đúng phục nai zin tháo xe, tình trạng mình có nói rõ trong clip. Sơn xi zin toàn bộ. T6 à, T6 có xì dầu. Bán là bao đúng phục nai zin đây thôi. Còn anh em mua về muốn phục hồi hay là để về chạy tùy anh em nha. Đó.